Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi kênh giới thiệu sản phẩm của Thiên Hà Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một bộ combo phối ghép ở mức giá tầm trung. Đó chính là sự kết hợp của thương hiệu Focal với đôi loa Vestia số 2. Chúng ta sẽ ghép với chiếc máy quen thuộc đó là Cambrit Audio Evo 75. Và xin mời quý vị cùng bớt ra chút thời gian, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về các thiết bị ngày hôm nay. Nói một chút về thương hiệu loa Focal thì Focal là một trong những cái thương hiệu loa lớn nhất của nước Pháp. Họ có mức doanh thu lên tới là hơn 130 triệu đô. Và họ có rất nhiều dòng sản phẩm, có thể gọi là Focal là một trong những hãng loa mà có nhiều dòng sản phẩm nhất và nhiều số lượng loa nhất ở trong cái giải sản phẩm của họ. Cho nên chúng ta cứ nhích một chút là chúng ta lại có được một cái dòng sản phẩm ưng ý, và nhích một chút thì chúng ta lại có một cái đôi loa mà nó phù hợp với giá tiền của mình. Và cái dòng Vestia là cái dòng mà định vị là dưới dòng Aria một chút thôi. Thì đây là một trong cái dòng loa tốt ở cái phân hạng là phổ thông và có thể mở rộng tới là phổ thông cao cấp. Nó được hoàn thiện rất là tốt, có thể gọi là hình dáng của nó rất là tương đồng với dòng Aria vốn đã nổi tiếng rất nhiều năm. Thì dòng này nó là Vestia No 2, cái đôi loa lớn hơn thì sẽ là đôi loa No 4. Thì với dòng No 2 này, chúng ta sẽ phù hợp để cho những cái gian phòng dưới 40m2. Và nó có một số cái công nghệ mà khá hay và chúng ta sẽ mới bắt gặp được ở trên những cái loa của Focal. Đó chính là họ đã sử dụng cái màng được làm bằng vật liệu là sợi carbon tái chế Sled Fiber. Nó có một cái màu xanh trông rất là đặc trưng. Thì Focal là một trong cái thương hiệu loa mà từ xưa đến nay vẫn sản xuất tại Pháp. Tất cả các đôi loa gia đình của họ đều được sản xuất tại Pháp, dù là đôi rẻ nhất hay là đôi đắt nhất. Thì đấy chính là một trong cái giá trị mà chúng ta cũng muốn tìm kiếm giữa rất nhiều các thương hiệu loa bây giờ. Đây là một đôi loa với cấu trúc là 3 đường tiếng. Họ để cái lỗ thông hơi này hướng ra phía trước này, rất là hay. Và ở đằng sau chúng ta lại tiếp tục có một lỗ thông hơi. Đây là một thiết kế hai lỗ thông hơi đánh ra trước và ra cả sau, giúp chúng ta dễ dàng bài trí hơn và cũng giúp cho chúng ta tăng được cái phần âm trầm. Họ sử dụng là hai loa bass có cái đường kính là 16,5 cm và một loa mid-range, loa trung âm có đường kính cũng 16,5 cm, đều là vật liệu là Sled Fiber. Còn đến loa tweeter thì họ sử dụng là một loa tweeter 25mm, dùng vật liệu là nhôm magie với cái cấu trúc là hình chữ M khi chúng ta nhìn ngang. Và nhìn từ mặt trước thì chúng ta sẽ thấy là cái tweeter này nó được làm lõm vào phía đằng sau. Thì đây cũng là một cái thiết kế chúng ta hay gặp ở trên những cái loa của thương hiệu Focal. Rồi và phía trước này, rồi là phía sau thì được bọc hiệu ứng da này, trông rất là đẹp mắt và sang trọng. Hai bên thì được hoàn thiện là Black Edition, hoàn toàn là màu Black Piano đen bóng, trông nó cũng rất là sang trọng. Nhìn trông nó có cảm giác cao cấp hơn so với giá tiền của đôi loa này. Thêm một cái điểm hay nữa là loa Focal thì nghe rất là trong trẻo và nó rất là dễ ghép âm ly. Chúng ta có ở đây là một cái thông số là loa có độ nhạy 91,5 dB, trở kháng 8 ohm. Và chúng ta có được cái giải tần hoạt động khá rộng từ 47Hz ở -3 dB cho tới 30kHz. Và giải trầm của loa này xuống sâu nhất thì nó sẽ rơi vào là tầm 37Hz ở mức -6 dB. Nó sẽ yêu cầu mức âm ly công suất dao động từ khoảng trên 40W là đã có thể là hoạt động tốt rồi. Và chúng ta sẽ đến với chiếc âm ly. Còn Cambrit Audio là một trong những thương hiệu mà chúng ta rất quen thuộc trên thị trường âm thanh hi-fi. Sản phẩm của họ khi nhắc tới là chúng ta đã thấy ngay âm thanh nghe rất là thanh và cũng rất là trong trẻo và rất là nhẹ nhàng. Cambrit Audio họ rất là nổi tiếng với cái dòng sản phẩm Evo, thì có hai mã là Evo 75 và Evo 150. Thì Evo 150 thì có mức công suất lớn hơn này, nhiều cổng vào hơn này và cái DAC giải mã thì cao hơn. Nhưng khi chúng ta muốn lựa chọn một cái giải pháp mà vẫn có nhiều tính năng và mức giá mềm hơn mà âm thanh vẫn rất tốt thì chúng ta có thể lựa chọn là mã Evo 75. 75 tức là nó sử dụng là mạch công suất Class D Hyper Encore thế hệ mới với mức công suất là 75W x 2 đánh ra đường trở kháng 8 ohm. Thì với mức công suất này nó phù hợp để cho chúng ta ghép với nhiều đôi loa cột ở mức giá vừa phải. Rồi rất nhiều đôi loa Buxel cao cấp cũng có thể được sử dụng ghép với chiếc âm ly này. Và cái chiếc âm ly này nó là một chiếc âm ly rất là mạnh về chơi nhạc số. Quý vị có thể chơi Spotify, chơi Bluetooth, chơi AirPlay, rồi chơi Tidal Connect với chiếc máy này rất là dễ dàng. Hoặc chúng ta cũng có thể kết nối ổ cứng vào đây và sau đó là cài cái app của Cambrit Audio và ngồi ra sofa để chọn các bài hát từ trong ổ cứng của mình. Phần giao diện được hiển thị trông rất là to, rõ ràng và nó chạy rất là mượt mà. Ở trong đây thì họ sử dụng cái chip DAC ấy, là ES9016K2M. Thì đây cũng là một cái chip có thể hỗ trợ lên tới là 24 bit, 192 kHz. Và xin mời quý vị cùng trải nghiệm phối ghép này. Tình đầu gặp gỡ do trọn đời còn nhớ, tình tha thiết đắm say, anh mất ngây thơ nhưng dù
dù áo phong sương em vui tình duyên. Lúc đêm đuôi em cho rằng tình ta như ánh trăng rằng, chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phụ tàn. Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Instead of dreaming, I sleepwalk. 'Cause I lost you and now what am I to do? Can't believe that we're through. Oh yeah. Sleep talk. 'Cause I miss you, I sleep talk. While the memory of you lingers like a song, darling, I was so wrong. The night fills my lonely place. I see your face spinning through my brain. I know I miss you so. I still love you and it drives me. Dù giá thành của cả bộ dàn này không phải là quá cao, nhưng mà khi chúng ta phối ghép các thiết bị phù hợp với nhau thì vẫn đem lại một cái trải nghiệm âm thanh nghe rất là dễ chịu. Âm thanh nói chung là tinh tế, cân bằng và hài hòa, và nó có cái hiệu năng âm thanh trên giá thành khá là ổn luôn. Quý vị có thể tới trực tiếp showroom của Thiên Hà Audio tại số 5 ngõ 198 phố Thái Hà để có thể trải nghiệm thử các combo như vậy. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại trong các clip lần sau.